Xin chào mọi người, tôi là Lucas và chào mừng bạn đến với kênh của tôi. Trong video này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những phương pháp nghiên cứu quan trọng nhất trong mảng UX Research để giúp bạn hiểu rõ hơn về trải nghiệm người dùng. Các phương pháp nghiên cứu thường được chia làm hai nhóm chính là Quantitative Research hay còn gọi là nghiên cứu định lượng và Qualitative Research hay còn gọi là nghiên cứu định tính. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về các phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng phổ biến nhất. Để bắt đầu thì chúng ta cần phải biết phương pháp nghiên cứu định lượng là gì. Phương pháp nghiên cứu định lượng hay còn gọi là Quantitative Research Method sử dụng số liệu và dữ liệu thống kê để đo lường và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Hiểu đơn giản là chúng ta sẽ thu thập dữ liệu từ một lượng người dùng lớn. Đối với dự án nhỏ thì thường là khoảng 100 người, lớn hơn thì có thể là 1.000 hay thậm chí là nhiều hơn nữa, để có thể nắm bắt được các đặc điểm chung cơ bản của họ. Ví dụ như là độ tuổi, giới tính, quê quán, nơi ở, thói quen và sau đó là cách mà họ đã hoặc sẽ sử dụng ứng dụng hay web của bạn. Lý do cần phải biết những thông tin này là để bạn có thể hiểu được đối tượng khách hàng thực sự của bạn là ai và thiết kế ra ứng dụng phù hợp với họ. Ví dụ điển hình của sự thành công nhờ hiểu tâm lý khách hàng là TikTok. Dù là nền tảng đăng video đi sau YouTube 12 năm, nhưng hiện nay về độ thành công thì TikTok đang đuổi rất sát với 1,2 tỷ người dùng hàng tháng so với con số 2 tỷ của YouTube. Thành công này đến từ việc họ nắm được nhu cầu của Gen Z và Gen Y, cũng chính là tệp khách hàng của họ. Từ việc thu thập thông tin, họ nhận ra rằng xu hướng xem video của giới trẻ sẽ là xem nhiều video ngắn để theo dõi được nhiều nội dung và thông tin, thay vì dành nhiều thời gian để xem một video. Đầu tiên, survey hay còn gọi là khảo sát. Đây là một trong những phương pháp quen thuộc nhất với đa số người làm trong mảng UI UX. Phương pháp này cho phép bạn thu thập dữ liệu về cảm nhận và ý kiến của người dùng đối với sản phẩm của bạn thông qua một bảng khảo sát trực tuyến. Bằng cách phân tích các kết quả từ khảo sát, bạn có thể tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng. Ưu điểm của phương pháp này là bạn chỉ cần liệt kê các câu hỏi bạn cần hỏi vào một form, sau đó thì đăng tải bảng khảo sát cho người dùng trả lời và đợi kết quả trả về là được. Không mất quá nhiều công sức để có được những thông tin cơ bản của một lượng lớn người dùng. Nhưng nhược điểm của phương pháp này cũng không ít. Bạn chẳng thể nào biết được tính chân thực trong câu trả lời của người dùng. Không chỉ thế, tính giới hạn trong từng câu hỏi cũng không nhỏ. Để người dùng không cảm thấy lười trả lời khảo sát, thì các câu hỏi sẽ thường chỉ là câu hỏi chọn đáp án, hay còn gọi là câu hỏi đóng. Vì thế những thông tin thu thập được cũng rất hạn chế. Bạn chỉ nên sử dụng cách này để thu thập các thông tin cơ bản về người dùng, hoặc những thông tin mang tính số lượng dùng để lập biểu đồ phân tích, như là vào năm 2021, 36% người dùng TikTok ở độ tuổi từ 35 đến 54, tăng 10% so với năm trước. Và rõ ràng, vì tính không xác định về độ chính xác, nên để có thể đảm bảo chất lượng thông tin thì số lượng phiếu khảo sát nhận được phải rất lớn. Tiếp theo là Web hoặc App Analytics. Bạn sẽ theo dõi hành vi của người dùng trên trang web của bạn bằng các công cụ phân tích web như là Google Analytics hoặc đối với app là Google Mobile App Analytics. Những thông tin quan trọng như là số lượng người dùng này, tỷ lệ thoát, tỷ lệ bỏ dở hành động hay lượt xem trang vân vân. Bằng cách phân tích các số liệu từ công cụ này thì bạn sẽ có thể tìm hiểu về các hành vi của người dùng và hiểu rõ hơn về cách mà họ sử dụng cái sản phẩm của bạn. Từ đấy thì tìm ra được vấn đề người dùng đang gặp phải và đề ra được phương án giải quyết phù hợp nhất. Nếu bạn đã xem video về quy trình nghiên cứu UX cơ bản của tôi, thì các bạn sẽ thấy tôi từng đề cập đến một ví dụ về ứng dụng của phương pháp nghiên cứu này. Khi mà bạn có thể vừa cải thiện số lượng mua hàng trên trang web hoặc ứng dụng, vừa có thể tăng trải nghiệm khách hàng và thời gian sử dụng app. Nếu các bạn muốn biết chi tiết hơn, thì hãy click vào đường link góc phải bên trên để hiểu rõ hơn về tác dụng của phương pháp này nhé. Focus Group. Phương pháp này liên quan đến việc bạn sử dụng một nhóm người dùng đại diện để thảo luận về sản phẩm của bạn. Bằng cách yêu cầu các thành viên trong nhóm thảo luận và trao đổi về trải nghiệm của họ đối với sản phẩm, bạn sẽ có thể thu thập được ý kiến đa dạng và tìm hiểu về các vấn đề chung mà người dùng gặp phải khi sử dụng sản phẩm của bạn. Đến đây, nếu bạn là người đã có kinh nghiệm thì có lẽ bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi lại xếp phương pháp này vào nhóm Quantitative Research trong khi bạn vẫn có thể được đối diện trực tiếp với những người trả lời câu hỏi. Vấn đề là bởi vì khi phải tương tác với một nhóm người dùng,
thì bạn sẽ không thể quan sát kỹ biểu cảm và những hành động vô thức của từng người khi đưa ra một ý kiến. Điều vốn dĩ là thông tin thiết yếu để đánh giá độ đáng tin cậy của một câu trả lời. Không chỉ thế, trong một cuộc hội thoại của nhiều người thì câu trả lời của người này sẽ rất dễ bị ảnh hưởng bởi câu trả lời của người khác. Từ đó thì ta thấy được là phương pháp này mang hầu hết đặc điểm của nhóm phương pháp nghiên cứu định lượng chứ không phải là định tính. A/B testing. Phương pháp này thì liên quan đến việc so sánh hiệu quả của hai phiên bản khác nhau, sản phẩm hoặc trang web của bạn. Bằng cách đánh giá sự khác biệt giữa hai phiên bản, bạn có thể tìm hiểu rõ hơn về những yếu tố nào ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng và từ đó thì cải thiện sản phẩm của bạn. Qua video này, ưu điểm của việc sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng đã được thể hiện khá rõ ràng, nhưng nhược điểm cũng có không ít. Nhược điểm lớn nhất trong đó là chưa đi sâu vào insight của người dùng, cũng như là độ xác thực thông tin thì không cao. Hãy cùng tôi tìm hiểu về phương pháp nghiên cứu định tính hay Qualitative Research Method trong video tiếp theo để tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.